Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua Sở Công Thương Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương và Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long tổ chức tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai tại Hà Nội. Tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long với quy mô 16 gian hàng, Lào Cai đã trưng bày giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiêu biểu như sản phẩm quýt, ớt Mường Khương, gạo sánh cù, miến đao Thành Sơn, bưởi múc, tinh bột nghệ, dưa lưới, thịt trâu sấy, chè và mật ong các loại, các sản phẩm dược liệu, các sản phẩm ô cốp tỉnh Lào Cai. Trong cái kế hoạch của chúng tôi là cũng đã dự kiến các cái điểm giới thiệu bán hàng hóa của Lào Cai, trong đó là tập trung vào các cái sản phẩm ô cốp, các sản phẩm có cái thương hiệu của Lào Cai tại các cái địa điểm, nhất là các cái địa điểm du lịch. Thì hiện nay tại Sapa chúng tôi đã có hai địa điểm là giới thiệu các cái sản phẩm ô cốp của Lào Cai, và ngoài ra thì những cái cơ sở du lịch lữ hành, những cái trung tâm mua sắm tại các cái địa điểm du lịch thì cũng đã trưng bày một số các sản phẩm ô cốp. Và định hướng tới đây là chúng tôi tiếp tục làm việc vận động các doanh nghiệp có các cái dự án tại những cái địa điểm du lịch sẽ tăng cường hơn nữa các cái đầu sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm ô cốp để trưng bày tại các cái địa điểm của các đơn vị. Ủy ban tỉnh rất quan tâm đến công tác truyền thông cho sản phẩm và hỗ trợ trưng bày sản phẩm. Do vậy là các cái sản phẩm ô cốp chúng em thì đã được tỉnh cho đi dự hội nghị, của tỉnh và ở các trung các cái điểm du lịch như Sapa ấy ạ. Sapa như Thác Bạc, rồi là cáp treo Phan Châu Băng và cái trạm dừng nghỉ, các cái trạm dừng nghỉ của tỉnh để giới thiệu với khách hàng các sản phẩm của địa phương, đặc sản địa phương. Sản phẩm của các xã thì tại các cái điểm du lịch của Lào Cai như là đều có mặt, và các điểm của du lịch như các tỉnh thì cũng đã giao cho một cái công ty, họ đã nhận sản phẩm của mình và đem đi các cái khu du lịch của các tỉnh bạn để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Hiện nay, huyện Mường Khương có khoảng 60 hectare trồng quýt, trong đó có 50% được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với sản lượng 120 tạ trên 1 hectare. Trong thời gian vừa qua, việc xúc tiến thương mại của tỉnh Lào Cai nói chung và quýt Mường Khương nói riêng luôn được chú trọng. Tuần lễ giới thiệu quýt và các nông sản của Mường Khương là cơ hội để sản phẩm đến được đông đảo bà con thủ đô Hà Nội. Sản phẩm quýt Mường Khương không những có chất lượng vượt trội, mà chỉ qua trải nghiệm sản phẩm mới có thể thấy hết được sự khác biệt đó. Sản lượng quýt Mường Khương hàng ngày vẫn thường xuyên được vận chuyển cung ứng cho các địa phương trong cả nước và đã có một số lô hàng xuất khẩu sang Liên bang Nga để tìm hiểu thị trường. Cái quýt Mường Khương ấy thì đã được bà con của huyện là canh tác và trồng và đã đi vào thị trường và được khách hàng rồi là thị trường rất là ưa chuộng, và thậm chí là chúng tôi đã xuất khẩu sang Nga. Và cái sản phẩm quýt của Mường Khương thì cũng đã cạnh tranh được với cả cái quýt nhập khẩu từ phía Trung Quốc. Đấy, thì đi vào thị trường thì được rất là ưa chuộng. Tuy nhiên là cái khâu quảng bá thì cái thời gian qua cũng còn có những cái khiêm tốn hạn chế. Và đây là lần đầu tiên mà huyện Mường Khương được sự hỗ trợ của Sở Công Thương Lào Cai và Bixi thì tổ chức tại giới thiệu sản phẩm quảng bá tại Bixi của Hà Nội. Thì qua cái cơ hội này thì chúng tôi muốn rằng là để quảng bá và để giới thiệu cái sản phẩm quýt của Mường Khương đến với đông đảo khách hàng và các cái đối tác ở trên toàn quốc. Chúng tôi thì ở nhà thì chủ yếu là trồng cây quýt là chính ạ. Và tới lễ hội này là gia đình chúng tôi đã mang một ít quýt của mình tự trồng lấy để đến quảng bá cho thương hiệu của mình. Cái lễ hội này thì huyện Mường Khương và tỉnh Lào Cai đem đến là các sản phẩm từ nguồn gốc từ nông nghiệp ạ. Chủ yếu là quýt và một số sản phẩm đặc sản của địa phương như là tương ớt, gạo sánh cù và lạp sườn ạ. Điều đặc biệt của quýt Mường Khương là được trồng ở trên đồi cao ạ, và khí hậu quanh năm mát mẻ, có sương mù, nên là cái điều đặc biệt của quýt Mường Khương là nó có vị ngọt, nhưng mà 8 phần ngọt và một chút hương vị chua của núi rừng ạ, thì là nó có vị ngọt và vị chua đặc trưng của quýt Mường Khương ạ. Nó khác biệt ở những vùng khác là nhiều hoa quả thì nó lại ngọt quá, nó tạo cảm giác là dễ ăn, dễ ngấy cho người ăn ạ. Việc tổ chức tuần lễ là cơ hội để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai nói chung, quả quýt Mường Khương nói riêng đến với đông đảo nhân dân thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối, gắn kết sản xuất với thị trường theo chuỗi giá trị.